Piano điện Yamaha CLB 735 giá chỉ có trên 30 triệu, còn giá mới là trên 50 triệu nha mọi người. Âm thanh rất là tuyệt vời nha mọi người. Thì đây là đàn CLB 735 đã qua sử dụng. Giá đã qua sử dụng thì tầm khoảng trên 30 triệu, còn giá mới mà đặt hợp luôn là trên 50 triệu nha mọi người. Thì hôm nay thì sẽ quay tổng quan đó là về test âm thanh và thiết kế để cùng giao lưu cho mọi người. Nếu mọi người thấy thích có thể đến alo cho Thiện liên hệ qua Zalo, có thể đến xem đàn trực tiếp ha. Rồi đây, bây giờ thì sẽ chia sẻ cho mọi người. Thứ nhất, khi mà chúng ta mua đàn thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ nhìn tổng quan hình ảnh của cái đàn có thích không, rồi chúng ta mới tới lượt là chúng ta sẽ test phím và test cảm nhận lực phím chúng ta có thích không ha. Rồi bây giờ thì sẽ quay tổng quan cái đàn để cùng chia sẻ với mọi người nha. Thì đây mọi người thấy, khi mà mọi người mua đàn sẽ được tặng cái ghế màu trắng sữa giống như cái đàn Yamaha CLB 735 này luôn. Thì đây là mẫu đàn của Yamaha, mọi người có thể thấy được thiết kế với màu trắng sữa. Bề ngang là tầm 1m4, chiều cao là tầm 1m1, còn bề rộng là 50cm. Và đàn được thiết kế với 3 pedal và 88 phím. Thiết kế nắp trượt rất là tiện lợi luôn. Ngoài ra chúng ta có thể điều chỉnh giá sách trên này. Đây, không? Đây là tổng quan mặt trên của đàn CLB 735 Yamaha, rất là đẹp nha mọi người. Yamaha CLB 735, trên này thì chúng ta có thể chỉnh nút volume trực tiếp, trên này nút nguồn nhìn rất cái màu sáng rất là dễ thương ha. Rồi đàn này đặc biệt là về voice tiếng là tới có 200-300 tiếng, rất là nhiều nha mọi người. Đó, chúng ta có thể chỉnh tiếng piano nè, có tính năng thu âm và phát lại thu âm, và có những bản nhạc demo, và có tính năng metronome và rip, là có điệu luôn á mọi người, có một vài điệu và có thể chỉnh tempo luôn. Đàn được thiết kế với ba pedal nhìn rất là đẹp ha. Rồi bên dưới này thì cũng sẽ quay chi tiết cho mọi người luôn. Chỗ này là chỗ để chúng ta móc tai nghe lên. Rồi bên này là đàn, mọi người có thể thấy dòng đàn đời mới là có cổng kết nối USB nè. Thường đời cũ thì ít thấy này lắm. Và có cổng MIDI để kết nối với máy tính, và có cổng kết nối với jack 3.5 để kết nối với dây điện thoại hay là dây loa. Còn đây là cổng để chúng ta tai nghe, cắm tai nghe. Bên dưới này là hệ thống loa, dưới này là nút nguồn và để cắm ra dàn loa amply ha mọi người. Bên này là loa bên trái mà chúng ta có thể thấy nè. Dưới này là Thiện quay bên dưới tem nhãn hiệu ha, xuất xứ là Indonesia nhưng mà của công ty Yamaha luôn nha mọi người.
đây là Thiện vừa mới review đàn piano điện Yamaha CLB 735, giá hiện tại là trên 30 triệu, còn hàng đập hộp là trên 50 triệu. Nếu mọi người có nhu cầu tham khảo thì có thể liên hệ qua tại nhà cụ Thiện Ngọc Gam, số điện thoại 0936050321 hoặc 0973675251 để nhận được sự tư vấn của Thiện, và liên hệ qua Zalo để xem đàn trực tiếp và trải nghiệm âm thanh của đàn và cảm giác phím ha mọi người ha. Bên Thiện có chương trình hỗ trợ trả góp trước 30%, mọi người có thả trước 6 tháng, 7 tháng hoặc là 12 tháng và có ship hàng về tận nhà và thanh toán tại nhà luôn. Xin chào mọi người và chúc mọi người sức khỏe nha. Thích thì có thể liên hệ qua cho nhà cụ Thiện Ngọc Gam, số điện thoại 0973675251 thì có ship hàng toàn quốc và thanh toán tại nhà và có chương trình hỗ trợ trả góp. Và ngoài ra thì bên Thiện cũng có chuyên cung cấp dòng đàn Yamaha mới SD100, SD900, SD600 và những dòng đàn Custom hay là những dòng đàn Yamaha cho người mới tập đầy đủ luôn nha mọi người. Từ 2 triệu cho tới 3-40 triệu thì đều cung cấp hết. Chúc mọi người sức khỏe và xin chào mọi người nha.